Chào mừng các bạn quay trở lại với Hantech. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối một con PLC Wiken LX3V với một servo Wiken VD2F. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một con PLC có mã là LX3V1212MT. Một servo Wiken có mã là VD2F014SA1P. Và một motor servo có mã là WD80075-30S-A1F. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối. Đầu tiên là đối với servo. Về phần nguồn thì ở đây chúng ta sẽ cấp vào chân L1 và L2 này nguồn 220V AC. Đi kèm theo bộ servo thì sẽ có một cái đầu jack như vậy. Chúng ta sẽ cấp nguồn vào chân L1 và L2. Đầu ra motor servo, chúng ta sẽ đấu vào UVV kép và chân PE. Đầu còn lại của bộ cáp thì chúng ta sẽ kết nối với motor. Đây là cái đầu cáp encoder và đây là cáp nguồn cho motor. Chân CN1 này sẽ là chân của encoder. Và chân CN2 này sẽ là chân để kết nối với PLC. Đối với chân CN2 ở trên servo, chúng ta sẽ sử dụng 3 chân. Ở đây mình sử dụng chân 11, chân 15 và chân số 13. Tương ứng chân 11 thì mình sẽ sử dụng nguồn nội của PLC để cấp nguồn 24V. Chân số 15 sẽ là chân hướng, mình sẽ đấu vào chân I3 của PLC. Chân số 13 sẽ là chân sung, mình sẽ đấu vào chân I0. Ở trên PLC, chân 24V cộng này sẽ là chân output nguồn nội của PLC. Chân COM sẽ là chân GND. Mình sẽ nối tắt chân COM và chân COM 0, COM 1. Chân PL tức là chân 11 mình sẽ nối vào chân 24V cộng từ PLC.